Hello chào anh em ạ. Bữa nay mình sẽ test cái con 82 cơ lai ha. Đây. Con 82 cơ lai. 82. Đây mình sẽ test chế độ âm cho anh em xem ha. Nhanh lên nè. Anh em nghe cái tiếng gì là cá nó lên rất là đẹp nha. Đây là áp số 1 nha. Mình sẽ tăng lên nè. Tăng lên nè. Đó, mình tăng lên nè. Tăng lên nè. Đó, rất là lực. Rồi đánh lì. Máy cực kỳ mạnh nha, cá nổi rất là đẹp luôn á anh em. Bao cua phi. Rồi những cái dòng 48, 62, 82 này em bán bên em rất là chạy nha. Các anh em xài rất là nhiều luôn và phản hồi rất là tốt về những cái dòng máy cơ lai này. Đánh rất là đạt hiệu quả luôn, cá lên rất là đẹp. Rồi mình sẽ test cái con này cho anh em xem nha. Rồi mai em sẽ đóng gói gửi hàng cho anh em luôn. 82 cơ lai. Những cái dòng 48, 62, 82, 102, 122. Chiên đánh bộ thì nó có cái dòng 14, 16, 18, 24, 32. Cơ mạch lạnh. Những cái dòng đánh bộ là anh chiên về cơ mạch lạnh nha. Đánh bộ. Đánh bộ cũng bao anh em bắt tất cả các loại cá bao gua phi luôn á. Những cái dòng chiên đánh thiện này anh bao anh em luôn. Cá gua phi đồ này nọ. Cá lóc cá chê đồ nổi rất đẹp. Rồi các anh em nào xài cứ liên hệ mình ha. Rồi chào anh em.